cho con gì gặp em con với lại gặp cha mẹ con Hấp Ứng Gian lần cuối được không? Con nhớ họ lắm, cũng lâu rồi con chưa gặp. Thì bây giờ á, con sắp xếp đồ đạc đi, rồi xong mấy chú đặt xe xong á, tối nay mấy chú cháu mình sẽ đi về. Mến chào cô chú anh chị bạn, bên Huy có bán hai loại sản phẩm. Một loại sản phẩm đây là nước cốt nhào nguyên chất, là mình chỉ nhức mỏi đau vai gái, đau âu thần kinh tọa. Còn đây là mật ong gừng Sơn La, thì cô chú anh chị các bạn nào có mua thì ủng hộ bên chúng em ha. Chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của mấy anh em. Thì ngày hôm nay anh em mới vừa nhận được một cái thông tin hết sức là chấn động, khi mà bên lực lượng chức năng ở địa phương của gia đình bé Bèo có điện thoại lên thông báo cho anh em và tìm được gia đình của bé Bèo rồi quý vị. Và bây giờ thì anh em đi vô để thông báo cho một cái thông tin này cho bé Bèo. Nhưng mà đây là một cái thông tin hết sức là buồn, nhưng mà bây giờ anh em muốn giữ để khi mà lên gặp bé Bèo thì chia sẻ cho quý vị khán giả hiểu rõ luôn. Đúng rồi. Bé Bèo có nhà. Có dép. Kêu nè. Bé Bèo ơi. Bé Bèo. Bé Bèo ơi. Có nhà không con? Có mà nó nhà nè. Hello bé Bèo. Dạ hello mấy chú. Đang làm gì đó? Dạ có mấy cô đặt hàng nên con đang có hàng. À đi. Rồi vô, vô trong đi Bèo. À này chợ đang có hàng hả? Rồi sao rồi, tình hình bữa giờ sao rồi, chia sẻ cho mấy chú biết coi. Dạ cũng bình thường, cũng ổn. Ở đây bữa giờ là ổn, ok đúng không? Ừ. Rồi ăn uống đồ sao, ngon không? Ăn với mấy cô rồi á, ngon không? Dạ cũng ngon. Ừ. Mà bây giờ gì nè bé Bèo, bữa giờ bà bán buôn hàng hóa thì sao, có được không? Dạ cũng tạm được. Ừ. Ngày là được mấy đơn con? Dạ là 3-4 đơn. Một ngày 3-4 đơn vậy cũng được rồi. Thì đây là những cái sản phẩm mà hiện tại anh em đang bán là mật ong với nước cốt nhào quý vị đó. Thì hiện tại thì bé Bèo ở tại chỗ công ty của anh em đó. Ủa bữa nay cái hộp này bự là người ta mua 2 chai hay sao, đóng hộp bự vậy bé Bèo? À mua chai mà ông chai nhào luôn hả? Wow, vậy là cũng được rồi. Ngày 2-3 đơn mà mua chai mật ong chai nhào cũng hả? Cũng có tiền. Thì nhào ở mật ong này thì mục đích là 1 triệu quý vị bao ship, và nhào thì 1 chai là 350 ngàn. Anh em đều bao ship hết. Thì đây là quý vị khán giả mà mua trên kênh điện thoại của mấy anh em đó, thì trực tiếp là sẽ bé Bèo là người đóng đơn và cũng như là đi giao. Shipper lại là bé Bèo trực tiếp qua làm cái khâu đó. Đó, cô chú nào mà mua hàng của mấy anh em á thì là bé Bèo là cái người mà gọi là đóng đơn. Anh em ghi thông tin địa chỉ xong á thì bé Bèo đóng đơn. Ủa mấy cái chai nhỏ này đem vô đây là làm gì bé Bèo, để mà đóng nửa lít đó hả? À, và có cô chú nào mà mua mật ong mà nửa lít là bên anh em cũng có bán luôn nghe quý vị. Đó. Bé Bèo sẽ chiết ra từ 1 chai 1 lít này đóng vô, còn nhào thì bán là nguyên 1 chai nha. Nhưng mà gì nè Bèo ơi, thì ngày hôm nay á, thì thật ra là mấy anh với mấy chú đây thì cũng có một cái thông tin mà muốn thông báo cho bé Bèo. Bây giờ là bé Bèo muốn nghe một cái, có 2 tin. Bây giờ một tin là vui và một tin buồn, thì bé Bèo muốn nghe tin nào trước? Nghe tin nào cũng được. Bây giờ phải chọn mới được. Tin nào? Dạ là tin nào cũng được. Tin vui hay tin buồn? Bây giờ muốn nghe tin vui trước hay là tin buồn trước? Ờ. Sao? Bé Bèo suy nghĩ đây. Muốn nghe tin nào? Muốn nghe tin nào mình mấy chú đây mới thông báo cho chứ. Ê Nam, hôm nay là mình xuống đây mình gặp bé Bèo, hình như là mình thấy bé Bèo nó trắng ra với mặt hơn á nè. Đúng rồi. Ha. Ở nhà ở trong phòng không hả? Đóng đơn không à? Giờ nè con muốn nghe tin nào để chú chia sẻ với con nè. Tin vui ha, trước ha. Dạ. Ok, rồi bây giờ là bé Bèo sẽ chọn tin vui thì chú thông báo cho bé Bèo gì.
Thật ra thì vừa qua với quý vị thì anh em cũng có chia sẻ cái câu chuyện của bé Bèo là lụm da chai cùng với chó con ca ở chân cầu và đi lụm da chai để mà mưu sinh. Và sau đó cái câu chuyện của bé Bèo là được là trốn khỏi một cái chỗ chăn dắt, cái nhóm chăn dắt coi như là bắt đi xin tiền khỏi lửa này kia ở ở Long An. Thì khi mà anh em giúp đỡ cho bé Bèo đi về chỗ trung tâm của anh em rồi thì muốn là đi tìm gia đình, vừa rồi thì cũng có gặp rất là nhiều cái khó khăn. Nhưng mà ngày hôm nay thì mấy chú nhận được một cái thông tin mà hết sức là khi mà nói ra thì bé Bèo rất là vui. Đó là có thông tin từ gia đình của con rồi. Thiệt mà như là cái tìm được cái thông tin của gia đình con thì sau đó là không, cái này anh không nói đâu. Bây giờ nè, cái thông tin khi mà nghe được thông tin có gia đình này vui không? Thiệt không? Bây giờ thôi mình dừng tay lại đi, nghe cái câu chuyện này nè. Để chút xíu rồi mình đóng đơn sau. Bây giờ con khi mà con nghe được thông tin từ gia đình đó thì con nghĩ như thế nào? Dạ cũng vui. Nghe con muốn đi về liền luôn không? Dạ muốn. Nhưng mà thầy ca như vậy nè bé Bèo, chú vừa nhận được một cái thông tin là thứ phía bên lực lượng chức năng nơi mà chú cháu mình đi xuống dưới á, để mà gọi địa phương của con á, để tìm thì bây giờ là bên đó đã có cái kết quả và cũng như là tìm kiếm gia đình của con. Hiện giờ thì mấy em của con cũng rất là khỏe mạnh và hiện tại thì mấy em của con đang được ở trong một cái trung tâm hỗ trợ những trẻ em mồ côi đó. Còn một cái thông tin này á, là nãy chú có nói con á, là một cái thông tin buồn. Thì thật ra là mấy chú nhận được thông tin đó là ba mẹ con đã mất rồi. Nhưng mà mất là do lúc dịch. Bây giờ là còn mấy đứa em con hiện tại là được mọi người cưu mang nuôi ở trong mái ấm. Thì vừa qua mấy chú cũng bận rất là nhiều công việc nên thành ra cũng ít cái chia sẻ cái câu chuyện của con. Nhưng ngày hôm nay thì mấy chú mới nhận được thông tin nên là cũng muốn thông báo cho con hay. Nhưng mà con cũng thật sự là chú cũng chia buồn cùng gia đình của con. Chú biết là con rất là mong muốn để gặp được ba mẹ, gặp được em. Nhưng mà hiện giờ thì chú mấy chú cũng không biết bây giờ phải làm sao nữa. Là chú khi mà nhận được cái thông tin này là tụi chú đi đến coi như là thông báo cho con liền luôn á. Nó là bé Bèo, con cũng đừng có buồn. Như là cái chuyện gì cũng xảy ra, đã xảy ra rồi. Chú cũng không biết phải nói gì hơn là ngoài ra là việc mấy chú cũng chia buồn cùng con. Thực ra là mấy chú cũng rất là hy vọng á, là sẽ đưa con về cùng với lại gặp ba mẹ, gặp mấy đứa em. Nhưng mà ngày hôm nay thì được bên chỗ địa phương người ta đã đi tìm kiếm thì đã biết được á, là ba mẹ con mất lúc trong mùa dịch. Trong cái thời gian đó thì con còn đang ở chỗ bên cái nhóm chăn dắt đó. Nó nên chính như vậy thì mấy đứa em con hiện tại là trong mấy ấm. Thì con cũng đừng có buồn ha bé Bèo, cố gắng lên vượt qua. Dù gì bây giờ cũng còn mọi người, ông bà cô chú cũng đang rất là thương con. Rồi mấy chú đây cũng vậy. Con mình định con chú muốn chia sẻ với con là ngày hôm nay thì tụi chú cũng muốn đến đây này coi như là để chia buồn cùng với con. Và bây giờ thì con có
muốn tụi chú làm cái gì đó để giúp cho con không? Mấy chú hãy cho con được gặp em con được không? Với lại gặp ba mẹ con nữa. Thì bây giờ vậy nè, chắc là cái ý con là muốn là để đi về để đốt nhang cho ba mẹ đó đúng không? Bây giờ vậy nè, thì mấy chú được nhận thông tin thì thông báo cho con hay và sắp xếp đồ đạc đi, rồi tụi chú với lại anh Quy sẽ đưa con đi về dưới quê. Trước mắt là sẽ đi đến cái máy ấm gặp mấy đứa em con ha, cho con gặp lại mấy đứa em. Tại vì vừa rồi thì chú nghe thông tin như vậy thì chú muốn lên để gặp con, chứ phía bên đó thì cũng bây giờ là mấy đứa em con cũng đang trông chờ và biết tin của con, thì mấy đứa em cũng rất là mừng, là mong muốn con về để cho chị em gặp. Nhưng mà bây giờ á, cái vấn đề ở đây thì khi mà anh em được bên chính quyền chia sẻ thì cái nhà của Bo Anh là không có nhà và cũng không có đất. Trước đây là gia đình của Bo Anh ở trọ quý vị, nên chính vì vậy bây giờ là mấy chị em là không có chỗ mà nương tựa khi mà ba mẹ không còn nữa, thì bây giờ không có nương tựa. Thì nên có thể là bây giờ mấy chú nói gì nè, mấy bạn con nghĩ sao nha, nếu mà đợt này đi về á mà coi như là con cũng đến đốt nhà ba mẹ con xong rồi gặp được mấy đứa em, thì coi như là bây giờ cũng còn chị em mà ở trong máy ấm thì chú thấy cũng không có được, nên tụi chú sẽ hỗ trợ cho con, coi như là sẽ đi lên trên này cho mấy đứa em con ở chung với con trên này luôn, thì con nghĩ sao hả? Rồi từ 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 thì con ở đây con làm phụ ở đây thì con cũng có kiếm được thêm tiền, chứ bây giờ nếu mà con đi ra ngoài ở thì bây giờ thì sẽ không biết ở đâu, bây giờ nhà cửa mình cũng không có đó. Thì tụi chú ở đây thì mấy anh em trong nhóm cũng bàn bạc rồi, nên là tụi chú sẽ dùng một phần lương của tụi chú và một cái phần quỹ mà từ bán nước cốt nhà với mặt ông nè, tụi chú giúp đỡ cho mấy chị em con ha. Thì cái này thì cũng nói luôn với con, thì như là tụi chú sẽ cung mang cho con là đúng tới 18 tuổi, thì lúc đó là con đủ cái tuổi mà trưởng thành rồi, thì lúc đó là con sẽ đi ra ngoài. Đúng con rồi. Muốn ở lại công ty thì con ở, còn con muốn đi ra ngoài thì con đi, là cái lúc là con đã 18 tuổi, là con đã là thành thiếu nữ rồi. Thì hôm nay là mấy chú sẽ nói trên clip này luôn là như là cái lời của chú và chú Nam sẽ là cung mang con và em con là tới đúng 18 tuổi. Đúng. Nghe bé Bèo ha. Bé Bèo đừng buồn nghe con. Như là thấy con bé Bèo buồn thì anh em mình không có kìm nén được cái cảm xúc đó nè. Nên là thật sự ra như là một người con mà như là bị mất cha mất mẹ gì đó thì nói chung ra là rất là hụt hẫng. Như là trong đó anh em mình cũng hụt hẫng như vậy luôn đó. Bé Bèo, thì bây giờ con cũng muốn là mấy chú sẽ giúp cho con cái gì con có nói đi, nếu mà trong điều kiện mấy chú giúp được rồi con, mấy chú sẽ giúp cho con. Là mấy chú hãy cho con gì gặp em con với lại gặp cha mẹ con thắp nén nhang lần cuối được không? Con nhớ họ lắm, cũng lâu rồi con chưa gặp. Thì bây giờ á, con sắp xếp đồ đạc đi, rồi xong mấy chú đặt xe xong á, tối nay mấy chú cháu mình sẽ đi về ha. Nhưng mà bây giờ chú nói nè, con nghe nè, con bình tĩnh. Thì cái chuyện này thật sự cũng không ai muốn hết. Khi mà mấy chú nghe được cái thông tin này á, mấy chú cũng rất là sốc. Và từ trước tới giờ tụi chú cũng hy vọng á là sẽ giúp cho con được đoàn tụ với gia đình, gặp ba mẹ của con. Nhưng tại vì á, khi mà chú nghe được á, cái thông tin từ bên địa phương chia sẻ lại cho mấy chú á, nói là tại vì ba con đi làm trước đây á, ba con đi làm hồ quá sức, xong có bệnh nền, và mẹ con cũng vậy, trong cái thời dịch đó thì không qua khỏi nó. Còn mấy đứa em con thì lúc đó không có ai hết, thì được những cô chú hàng xóm gửi vô chung em máy ấm vô đó. Thì bây giờ thì con xong xuôi, con sắp xếp đồ đạc đi, rồi chú cháu mình sẽ đi về dưới trong đêm nay luôn ha. Tụi chú sẽ đưa con đi về gặp em con. Con ơi, mấy chú.
mấy chú giúp con nhiều rồi, con sợ làm phiền mấy chú. Không có gì, cái gì không có gì là phiền hết. Con ở đây con làm việc thì con cũng nhận luôn đó, mấy chú giúp cho con. Tại vì trước đây thì con muốn tìm gia đình thì ngày, nhưng mà ngày hôm nay cái điều nó không hay xảy ra, mấy chú ở đây cũng không muốn. Và tất cả khi mà video clip này chú chia sẻ lên đó thì ông bà cô chú cũng sẽ hiểu được cái hoàn cảnh của con ha. À, tụi chú ở đây thì tụi chú cũng không có kêu gọi bất cứ tiền từ thiện gì của ai, mà không nhận tiền của ai hết. Và những cái gì mà tụi con bán bữa giờ cho công ty thì chú ở đây sẽ hỗ trợ cho con. Rồi xong đó thì có thể là về dưới thì coi tình hình như thế nào, rồi xong đó thì con đưa mấy em con lên đây ở cùng con cũng được. Rồi tới con làm ở đây, con làm có mấy chú hỗ trợ cho mấy chị em. Rồi tới khi mà con mà đủ tuổi trưởng thành 18 tuổi đó, con muốn đi ra ngoài lập nghiệp hay là con muốn ở đây nữa thì cái đó quyền của con. Còn con bây giờ hiện tại con cứ coi mọi người ở đây là gia đình của mình, coi như là đây là nhà của mình. Rồi xong đưa mấy em lên thì cũng vậy nha. Tại vì bây giờ tụi chú chỉ cũng kiểu chỉ biết là khuyên con và cũng như là trải lòng tâm sự với con để coi như là con cũng vượt qua cái cú sốc này thôi. Mấy chú cũng rất là buồn khi mà nghe được cái thông tin này luôn. Nên là chính vì vậy thì mấy chú cũng mong muốn là sẽ hỗ trợ được cái gì mà mấy chú sẽ giúp cho con trong cái thời điểm này thì mấy chú giúp hết mình thôi. Chứ còn ngoài ra mấy chú cũng thật sự là khi mà nghe vậy thì nghe từ đầu chú cũng định là chưa thông báo cho con đâu, nhưng mà đợi khi con về đi rồi gặp mấy đứa em con thì lúc đó con sẽ nói. Nhưng mà chú nghĩ là để muốn nói cho con biết trước ha, là con cũng bình tĩnh ha. Nói chung nha, con cũng đừng quá xúc động nữa bé Bèo. Cái chuyện gì thì nó cũng đã xảy ra rồi, bây giờ mình cứ giữ vững cái sức khỏe của mình để mình làm việc cho tốt, để mình về mình gặp ba mẹ mình thắp nhang cho ba mẹ mình, chứ mình gặp em mình nữa. Như là con phải cứng rắn lên để sau này còn mấy đứa em con nữa. Bé Bèo đừng có khóc nữa con. Như là thấy bé Bèo như là cái giọt nước mắt bé Bèo rơi hôm nay, mình thấy là không cầm lòng được cái này. Bây giờ nè, con giống như là xíu nữa thì con sắp xếp nha, anh Huy điện xe đi. Anh em với chú cháu mình đi về tối nay ha Bèo ha. Nhưng mà cho chú hỏi nè, ngày hôm nay khi con nghe được cái thông tin như vậy thì con nghĩ như thế nào? Vậy con buồn. Nhưng mà chú biết con là một người như là từ nhỏ con đã thiếu thốn tình thương cha mẹ này, xã hội như là con cũng tự lập và con cũng tự bươn chải, thì chú biết con cũng rất là mạnh mẽ, nên bây giờ con cũng cán cố gắng là vượt qua cái nỗi buồn này ha. Thật sự cũng không ai mà muốn gì vậy hết, nên là bây giờ cái điều mà cần thiết nhất bây giờ tụi chú sẽ giúp đỡ cho mấy chị em con có một cái cuộc sống tốt. Chứ bây giờ chú cũng không biết là phải nói như thế nào với con nữa. Tại vì đây là một cái câu chuyện mà gọi là một cái cú sốc với con rất là lớn. Rồi kể cả mấy đứa em con mà chú cũng không biết là bây giờ mấy đứa nó sẽ sao nữa. Nhưng mà bây giờ cái chuyện này thì anh em đến đây thì cũng định thông báo với bé Bèo, mà trước sau gì cũng phải nói. Mà nói rồi thì như là lúc anh em mình vô mình thấy bé Bèo ngồi đóng hàng, thấy cái gương mặt sáng ngời. Mà bây giờ vô mình báo cho bé Bèo một cái tin rất là xấu thì thấy bé Bèo như là không cầm được cái giọt nước mắt của mình, thì anh em rất là buồn cô chú. Bây giờ không biết làm sao mà để cho em nó vui được nữa, như là cái gì cũng nó phôi pha qua một cái thời gian đi, còn xui bé nó sẽ vui tươi trở lại để còn để có sức khỏe để mình làm, mình để mình lo cho em mình nữa. Như là sau này mấy đứa em con thì con cứ an tâm, mấy chú sẽ đem về đây cung an luôn ha. À, Bèo bây giờ con gì ha, buồn gì nữa. Bây giờ vậy nè, thì mình nãy giờ mấy chú cũng ta chia sẻ với con như vậy rồi, thì cái điều đặc biệt hơn bây giờ gì
khi mà con sắp xếp đồ đạc đi ha, mấy chú sẽ đi ra về cũng sẽ sắp xếp quần áo xong điện xe lại, thì chú cháu mình tranh thủ đi tối hôm nay đi về luôn ha. Rồi về tới dưới thì có gì thì mình gặp mấy đứa em đi, rồi mình tạm thời mình tính tiếp, chứ bây giờ thật sự là mấy chú cũng rất là gối khi mà nghe cái tin này và thông báo cho con luôn đó. Nói chung ra thì mấy chú cũng còn nhiều cái hoàn cảnh. Bỏ đó đồ đó đi, lát con nhờ mấy cô kia, mấy chú nhờ mấy cô kia đóng giùm cho con, rồi con đi giờ xếp quần áo đi ha. Rồi đặng mấy chú đi đi về đặng cũng lấy quần áo xong rồi xe lại thì chú cháu mình đi, con đi xếp quần áo đi ha mấy bạn ha. Đừng buồn nữa con, dáng lên đi đi về mà mấy đứa em mang đứa em. Rồi bây giờ thôi để cho bé Bèo xếp qua quần áo nào mà. Rồi anh em mình về lấy đồ đi. Rồi con xếp đồ nha bé Bèo. Dạ. Mấy chú về xếp quần áo cái xe lại rồi đi.